Hello, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh của Thần Hồng Lazada. Và ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục review các cái sản phẩm trên sàn thương mại tử Lazada nhá. Ok. Và trước khi mở cái kiện hàng này thì chúng ta chỉ còn rất ít thời gian nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán rồi. Hiện nay ở trên Lazada đang diễn ra chương trình sale Tết 2023. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 1 đến hết ngày 15 tháng 1. Và đặc biệt sẽ có rất nhiều các ưu đãi lớn và diễn ra vào đêm nay, trong khoảng thời gian là từ 0 giờ đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1, với rất nhiều các cái ưu đãi. Chúng ta sẽ có hàng ngàn các voucher giá trị cũng như rất nhiều các chương trình khuyến mại như là voucher tích lũy 800k, hoàn tiền mắc lên tới là 2,3 triệu, free ship toàn quốc, đó, rất nhiều các chương trình ưu đãi luôn. Chi tiết về chương trình sale Tết thì sẽ có ở bên dưới phần mô tả video. Và cái kiện hàng mình mua ngày hôm nay là cũng phục vụ cho việc đón Tết nhá. Phải xem mình đón Tết và mình mua những cái gì. Rồi, cái đơn hàng này thì cũng được nói chung là cũng được bơm tiền anh ạ. Nên là mình mua cũng rẻ thôi. Hết chỉ có 111.000. Đó. Rồi, đơn hàng ngày hôm nay thì mình mua của shop là Sun đi đây có nhiều quá. Sun Eco nha anh em. Đó. Đơn hàng này thì hết có 111.000 thôi. Đó, mình mua khá nhiều thứ. Cùng một số các cái đồ đón Tết với cả một số đồ để Tết lịch em ạ. Đây, mình có mua cái mạch sạc 32650 cho pin sắt anh ạ. Và cái lô này thì mình mua chủ yếu cũng là pin sắt. Đó, 32650. Đây là những cái mạch 1S này. Mạch 1S này. Mình mua ba cái mạch. Đó, 1S. Rồi mình mua một cái đèn LED 4 cánh. Nó là để trang trí ở cửa. Nó là Football Web OLED. Con này là 50.000. Rồi một cái bóng đèn LED hình kính quạt, cũng để trang trí nhà cửa đón Tết. Giá là 57.800 là 58.000. Rồi và mình mua cái combo nặng tiền nhất, đó chính là cái pin sắt anh ạ. Pin 32650, con này dùng mình sẽ độ xe anh em. Độ xe đi chơi Tết anh ạ. Đó. Cái 32650 này nói chung là nó cũng rất là hot ở 1-2 năm trước, ngày hôm nay mình có xịt trải nghiệm. Rồi, tổng đơn hàng hết 111.000 đây. Tủ shop là Saneco Lê Trọng Tấn này. Đây mạch sạc này, mạch sạc. Đèn led. Combo pin này, đó. Rồi xem thế nào nhá. Rồi, tại kia. Đấy, cũng khá là chắc đấy. Nói chung là chẳng công làm cho tôi Tết đi mua pin về để nhưng mình mua cái pin này về để chế ắc quy xe anh ạ. Đi Tết mà đi xa các thứ cho nó an toàn. Đây, mình sẽ có combo đơn hàng này. À, tổng cái đơn hàng này của nó cũng là về hết tầm 600 anh ạ. Hơn 600. Thì mình có Lazada có cho cái voucher 500 ấy, mua cái đơn này nó rẻ, nó chỉ còn 100.000 thôi nhá. Anh em lưu ý này. Rồi em đầu tiên chính là em LED Football UFO. Nó gọi là đèn bóng đá đấy. Bác có xem. Con này 40.000 thì phải. Đây. Đèn UFO. Có hình của bóng UFO anh em. Cứng đi. Cứng quá bọn, không mở được. Kẹt rồi. Đây. LED UFO. Đó. 40.000 để chơi Tết. Ô, tính rồi. Cục này là cục pin sắt nhá, mình sẽ mở sau. Cái này là bộ ốc vít của pin sắt. Đây. Cái này là cái đèn là đèn gọi là đèn cánh quạt đấy. LED full. Cái này thì tôi sẽ cắm thử luôn cho các ông nhé. Đây. Đây chính là cái đèn hình cánh quạt. Ui, nó to vãi đạn không ạ. Được. Cái này 50.000 này ạ. Nó đắt hơn cái bóng quả bóng này. Nó đắt hơn quả bóng này khoảng 10.000. Cái quả bóng này thì nó có 5 cánh luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Thằng này thì nó 4 cánh. Thế mình nghĩ rằng với 4 cánh nó sẽ sáng hơn nhá. Cái tại vì nó tản ra nhiều phía hơn thì nó sẽ, cái này nó sẽ sáng hơn. Chỗ này thì nó không có đèn này. Và cá nhân mình thấy cái đèn này nó chắc chắn hơn này. Nó chắc chắn hơn cái này. Cái này nhựa nhìn chung nó cứ ẻo 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 như này. Rồi.
Rồi, đấy là hai bóng đèn, cái này dùng để trang trí nhà cửa đón Tết này. Bây giờ mình sẽ đến với cái đồ chơi để nghịch Tết này. Đó, chính là cái bộ này. Bộ này chính là bộ cell pin sắt 32650. Pin sắt nha anh em. Tất nhiên là pin này chỉ là pin dùng rồi thôi chứ không thể là pin mới được. Pin mới nó phải nó rất là đắt. Thật ra pin cũ này mình mua cũng đắt mẹ, 40.000 viên. Cái viên này shop đang bán là 44.000 một viên nha anh em. 44.000 một viên. Ở đây mình mua tận là 12 viên. Vậy là rồi bao nhiêu viên là 3 này. 5 10 đủ 12 viên anh em. Đây chính là pin sắt 32650 rất nổi tiếng luôn. Cái pin này dùng để chế ắc quy làm pin ô tô, nói chung là nó chính là cái pin xe ô tô điện anh em. Mình nói luôn là pin VinFast nó sẽ là như này nhá. Pin xe VinFast ấy, ô tô điện nó sẽ dùng loại pin kiểu này. Pin này nó dòng sản nó cao và dung lượng của nó lưu trữ thì cực lâu luôn. Pin này có tuổi thọ tới là 20 năm. Còn bình thường là pin cũ này thì mình dùng 5 6 năm thì vẫn dùng được. Mình chưa dùng đâu nhưng mình cứ chém gió đi thôi. Rồi. Tiếp theo là đây, cái mạch của nó. Thì kèm bộ này chúng ta sẽ có cái mạch của nó, mạch bảo vệ. Tất nhiên là các bạn này mua chơi thôi anh em. Đấy khi mà mình đóng cái pin ắc quy mình sẽ phải mua cái PMS nhá. Cái này chỉ là cái mạch bình thường thôi. Mình mua chơi thử thôi. Đây ba mạch kìa. Một mạch có 4 con IC. Hai mạch này thì có 2 con IC này. Đây là hai mạch, một mạch, hai mạch. Là ba mạch nhá. Đây đủ ba mạch này. Còn đây là ốc vít để bắt cái cell pin anh em. Đây cũng có lá lông đen này. U lông này. Đây ốc. 12 bộ nên chắc là người ta cho sẽ đủ thôi. Kiểm tra một đếm này mình mới được ra. Giờ xem thử cái pin này. Giờ pin này thì mình sẽ phải đo thử nhá. Rất tiếc là mình không có máy đo độ trở pin. Mấy cả mình cũng không có thời gian để test được cái dung lượng của con này thật anh ạ. Tại vì test dung lượng chúng ta sẽ phải có cái máy để đo cứ nạp xả để tính ra dung lượng. Còn đây mình chỉ đo được điện áp thôi, đo bằng đồng hồ thôi. Rồi, mình sẽ để ở mức đo vôn một chiều nhé. Rồi, sẽ đo quả đầu tiên nhé. Đây, con này thì cái chỗ kiểu như này nó sẽ là cực dương này. Đó, cực này giống như kiểu 18650 đây, cực âm này. Âm này. Anh em nhìn đồng hồ nhá. Nó đang là 3,57V. 3,357V. Đó. Ok. Bên này. Bên này là 3,328. Tức là nó trong tầm 3,3V anh em. Bên này là 3,339 này. Bên này là 3,351. Bên này là 3,323. Đủ. Mình đo điện áp rồi chứ mình cũng không thể đo được nội trở, mình không có máy. 3,329. Và 329, ốc 2 viên giống nhau. Mà cái viên này thì mới này. Viên này mình thấy rất mới nhá. Viên này là 331 này. 332 này. Mình thấy cái viên này rất là mới. Viên này cũng mới này. 3359 này. Ồ, nói chung là tại vì trước khi mình gửi mình có nhắn cho shop là giúp đo giúp ấy. Chả biết họ có đo không thì mình cứ đo lại. 3360 này, pin này căng hết. Pin này là 3336 này. Đó. Pin này là 3360. Như vậy là mình mới tạo kết quả là mình đo thử cái phần gọi là vôn thì mình thấy là được 3,3V. Là cái mức no của pin đấy. Đây pin này nó giữ điện áp rất là tốt. Nếu mà nó một viên mà nó tụt xuống 2 chấm rồi thôi, hỏng pin này nó vứt đi. Đó mà nguyên này pin này 40 vứt đi thì mệt lắm. Rồi, pin thì mình đo thử là ok, bạn đều là trên 3,3V. Bây giờ mình sẽ đi thử mấy bóng đèn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thử hai bóng này nhá. Máy nó bị ăn rồi. Đây lắp ra này. Nhà cái này là đuôi mình chế thôi nhá. Để xem nó sáng như nào. Wow, sáng đẹp dã man luôn này. Wow, đẹp cực luôn các bạn ơi. Sáng chưa?
Nó hát ra đẹp ấy. Cái này quay phim thì đúng bài luôn. Con này mua quay phim hợp lý. Sáng đẹp lắm. Nó ra cái ánh sáng khắc đẹp. Đó. Ok nhá. Chị tháo. Nó đúng là led mà, không đủ điện đâu. Rồi. Sẽ lắp sang cái bóng này. Có bóng này. Quả này, cái này mình có hai kiểu lắp, một là mình nghe lắp, cái kiểu cứ để như này nhá. Thôi mình không mở cánh nhá, chúng ta sẽ như này. Rồi, mình không gỡ ra, mình sẽ bật như này. Đó, nó sẽ kiểu như này. Nó có ánh sáng tròn. Hai là anh em không thích kiểu này thì anh em sẽ xòe nó ra. Đó, đây là cái kiểu này mình quay. Còn người trước một kiểu này. Cái đèn này nó hay thế, nó kiểu này. Nó là đèn sáng kiểu bóng này. Con này nó phải sáng yếu hơn nhá. Nhưng mà cái không gian thì nó sẽ ra ánh đèn tròn này rất là đẹp. Con kia thì được quay phim thôi. Rồi. Đây, mình sẽ gỡ này ra này. Bung nó ra nhá. Chả tắt đi. Gỡ cánh nó ra. Đấy. Thì nó sẽ sáng kiểu khác nhá. Đấy. Nó sẽ thành cái ánh đèn kiểu phả vào mặt như này. Đó. Hay không? Kiểu này cũng khá là hay, sáng tạo. Khá là đẹp mọi người. Nói chung mình rất thích luôn. Đẹp. Nhưng mà cái này cảm nhận mình nó không sáng bằng cái đèn kia. Đó. Cũng chưa hết là bao nhiêu watt đâu. Cái này thì mình thấy không sáng bằng cái đèn kia. Mình mới kiểm tra lại thông số ở trên hộp ấy. Thì con bóng đầu tiên này, con bóng hình quả bóng này này, thì nó là 40W nha. Cái nhiệt độ màu của nó là 650K. À đâu, 6500K đấy. Thế là con bóng này của nó là không ghi watt này. Con này không ghi nhưng mà ở trên này thì mình thấy nó có ghi đây, 50W. Như vậy con này nó sẽ hơn kia 10W nhá. Và cái nhiệt độ màu của nó là 6500K. Con này ở trên ngoài thì nó không ghi này. Đó, thế mới chuối. Nói chung là mình thích con này hơn, nó sáng hơn nhiều. Anh em thì mua con này. Con này mua thì mình chót mua rồi thôi, thử nghiệm. Cái này thì nó cũng trang trí được, cái hình tròn, cái nó lạ mà. Rồi, tổng kết lại thì đơn hàng Tết thì mình mua 12 cái xe 350, chưa thử được, chưa test như nào. Đo được mỗi vôn. Hai cái bóng điện trang trí, đèn cánh quạt, đèn có bóng và ba cái mạch. Cái mạch này nó cũng rẻ thôi anh em, tính ra cái này có 12.000 cái này. Cái này 7.000, 9.000. Và gói ốc người ta cho nhá. Rồi, như vậy thì với đơn hàng Tết này mình nghĩ là cũng đủ cái để mà chơi Tết rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Và nếu thấy video hay thì các bạn nhớ like để đón các video theo chi tiết về các cái sản phẩm mà mình mua ngày hôm nay thì có trong phần mô tả video nhé. Anh em thích mua sản phẩm nào, ưng ý sản phẩm nào có thể đặt mua về sắm Tết đúng mình nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.